Này là bịch của cô các bạn. Cô mua 11kg hả? 11kg cá sặc. Tại này cô cầm về quê chứ không phải là cô cầm về Mỹ. Xong cô bỏ vô tủ đông rồi tính khi nào cô đi cô mới đem đi. Cô ok hết rồi, nhưng mà Tấn vẫn muốn cô nói chuyện lại với một lần nữa với vợ Tấn, các bạn hiểu không? Để chắc chắn rằng là cái mà vợ Tấn mua nó đúng với ý của cô á. Tấn quay cho các bạn coi nha, ví dụ như cô chú ở bên Mỹ, Úc, Canada mà xem video ha. Mình thích cái loại nào á, Tấn quay rất là chậm ha. Mình thích loại nào mình nói Tấn nha. Rồi nói trực tiếp với vợ Tấn luôn nha. Số hotline Tấn để dưới góc màn hình nha các bạn. Nhanh mấy con rùa mắc cười, nhiều lúc mấy bạn coi video mấy bạn hỏi Tấn sao khô nó có ruồi, không có ruồi là có quá chất. Giờ cái khô mà nó ruồi, cái mấy bạn nói ruồi nó không hợp vệ sinh. Đúng là mấy bạn thật sự mấy bạn làm khó quá ha. Nhiều lúc đồ ăn nó vậy các bạn ơi. Các bạn ngồi coi video nó khác, các bạn ra chợ các bạn mua các bạn thấy nó khác đó các bạn. Dạ. Dạ. Mít. Mít nước sấy lên hả chị? Mít sấy dẻo, mà mít sấy sấy giòn. À không, em hết cái này nó lại lạ hơn nè. Cái kia em cái này là mít sấy giòn các bạn. Đây nè, đây nè. Cái mít sấy giòn này thì nó trước đây rồi. Cái này này tôi biết, cái này trong cái hàng Dynamic cũng có đúng không? Nhưng cái này nè, cái này mới nè các bạn. Mít sấy dẻo nè các bạn. Nay vợ chồng Tấn đi mua khô gửi về cho cô chú ở Mỹ nha các bạn. Cô về Việt Nam chơi nên cô về Việt Nam cô chơi xong cái cô gọi cho Tấn. Cô Tấn biết cô cũng cách đây cũng nửa năm hơn rồi các bạn. Đến giờ cô mới về Việt Nam á, mới gọi cho Tấn á. Nhờ vợ chồng Tấn đi mua giùm khô cá ở chợ Bình Điền ha. Thì giờ mình cùng theo chân vợ chồng Tấn mình đi đến chợ Bình Điền để mình mua khô cá đưa cho cô để cô mang về Mỹ nha các bạn nha. Chuyến hàng này Tấn không có gửi đi mà là Tấn chỉ đưa cho cô rồi cô cầm về quê của cô, xong một đoạn thời gian sau cô mới gửi về, cô tự cầm về bên Mỹ luôn các bạn. Tại vì ở dưới quê cô có cái tủ đông, cái tủ freezer to lắm. Giờ mình cùng theo chân vợ chồng Tấn nha. Hôm nay vợ chồng Tấn đi vô chợ Bình Điền các bạn, mua khô gửi cho một cô về Việt Nam chơi với có chút việc nên giờ vợ chồng Tuấn đi mua. Cô này là cô liên hệ với Tuấn cũng được 6 tháng trước đó các bạn. Tính ngày hôm nay là cô mới về đến Việt Nam, cô gọi cho Tuấn, gọi vậy mà còn nhớ số luôn á, gọi cho Tuấn kêu Tuấn đi mua khô giúp cho cô, mua cũng mấy chục ký các bạn. Thì giờ mình cùng theo chân vợ chồng Tuấn ha, vào chợ Bình Điền để mua khô cho cô nha các bạn nha. Thì khi các bạn có nhu cầu mà mua khô cá hoặc là cô chú ở Mỹ, Úc, Canada có nhu cầu mua khô cá cứ lưu lại số điện thoại Tuấn hay số hotline có màn hình ha. Rồi khi nào về Việt Nam chơi hoặc có nhu cầu cứ gọi trực tiếp cho Tuấn để rồi Tuấn có thể mua giúp cho cô chú anh chị theo đúng như cái yêu cầu của cô chú á. Rồi một là Tuấn có thể gửi về tận Mỹ luôn, bên Tuấn thì nhận gửi về tận Mỹ trong 3 đến 5 ngày, từ 3 đến 5 ngày là hàng về đến Mỹ nha các bạn. Còn mà nếu mà Tuấn gửi cho cô chú anh chị thì Tuấn gửi trực tiếp tại khách sạn luôn, cô chú anh chị cầm về nước mình nha. Hôm nay trời nhiều mây ha. Ê nhông nhông xuống đây vòng lên nhông, xuống vòng chơi coi người ta hơi cá khô cá chơi chút. Hôm nay trời không nắng lắm, heo lấy nón đội vô, ý là mốt đem heo nón đội vô. Ta khô phơi khô các bạn. Giờ này 10 giờ mấy mà trời bữa nay hơi buồn các bạn. Thôi giờ vô mua nha. Thôi là ổng buồn, ổng làm cái mệt đó. Gì? Cô nhờ mua cá sặc các bạn. Cô nhờ vợ Tuấn mua cá sặc á. Tuấn quay các bạn xem nha. Sạc của em lấy chưa chứ? Sạc
của mình có chưa? Nó sặc các bạn. Cái này cái gì không? Đồ sóc. Đồ sóc hả? Đồ sóc. Mời qua cô kia, kia mua đồ không? Có, kia mua đồ mà đồ này nhỏ quá à. Nhỏ hả? Con lớn hả? Ừ. Có con to hơn không anh? Mấy con à. Con này gì? Cái này cũng xù đồ luôn hả? Đỏng hả? Đỏng. Cái này là cái chỉ vàng. Chỉ vàng. Chỉ vàng. Cái này là gì? Thì bóng. Cái bóng. Ừ, cái bóng. Này có cái thùng. À, em quay cái nha anh chơi. Hù. Cái này cái hù làm gì ăn Nhung? Giòn quá mà, giòn thôi. Ừ. Cái này nhỏ nhỏ cái ăn xương luôn. Xương luôn hả? Xương giòn á. Xương giòn luôn, xương luôn. Cá lóc. Anh quay cá lóc nè. Ừ. Anh quay cá lóc. Qua đi anh trai. Lóc này lóc gì gọi là ốc gì Nhung? Đâu phải cái bữa mà kia hả? Kia à, mọi lần là cái này tiêu, phải không? Này lóc tiêu mới. Kia lóc ớt. Này lóc ớt hả Nhung? Lóc ớt đó nhiều ký Nhung? Bao nhiêu? Lóc tiêu mới này. Lóc tiêu hả? À, tiêu này. À, tiêu đúng không? À, này lóc ớt. À, này lóc tiêu ha. Cũng là lóc ở đây nhưng mà ớt cái vị khác nhau thôi. À, nay cô không có kêu mua lóc hả? Không. Cô kêu mua cái sạc với cái gì? Cái sạc với cái đồ hả? Ok, ra đi. Đi lấy cái sạc của em đi. Em đặt trước cho cô mà phải không? Lấy đi em. Dưới không? Rồi lấy cái của em đi. Nhờ chị cắt giùm chưa? Ờ. À. Này là bịch của cô các bạn. Cô mua 11 kg hả? Ừ, 11 kg cá sặc. Tại này cô cầm về quê chứ không phải là cô cầm về Mỹ. Xong cô bỏ vô tủ đông rồi tính khi nào cô đi cô mới đem đi. À, cho em cái bịch lớn. Cái này mình chứ còn nếu mà gửi về bển thì Tuấn mới hút chân không các bạn. Còn này cô cầm cô cất vô trong tủ đông của cô luôn. Đó. Này cô gửi một cái đồ nữa các bạn. Giờ Tuấn đang lựa cho cô á. Lấy cái nào nó vừa theo ý cô á. Tại vì trước khi mà Tuấn mua á là cô ok hết rồi. Cô duyệt với cái mua cái gì cô nói Tuấn ghi ra giấy. Vợ Tuấn ghi ra giấy rồi cô ok hết rồi. Nhưng mà Tuấn vẫn muốn cô nói chuyện lại với một lần nữa với vợ Tuấn các bạn hiểu không? Để chắc chắn rằng á, là cái mà vợ Tuấn mua nó đúng với ý của cô phải không? Chứ nếu mà nhắn tin không thì nó chưa được. Phải gọi điện thoại các bạn. Đó. Nên vợ Tuấn mua là theo đúng như cái ý của cô các bạn. Cái con nó cũng cỡ nào á là mình phải biết đúng cỡ đó. Nó mặn ra sao là hai cô cháu nói chuyện nhau phải không? Bắt đầu mình mới mua theo đúng ý của cô. Này cô mua về hầu như cô cho biếu là nhiều các bạn. Cứ một túi cô để khoảng nửa ký cô cho á. Mua lần cũng 5-10 ký xong cứ một túi chia ra nhỏ rồi các bạn. Này cá đù nè. Này có đầu hả em? Này có đù có đồng có đầu nha. Cái này là không đầu nha các bạn. Sao ta để dùng vậy hả ta? Người ta cắt đầu nó gà hả em? Không, chỉ có mấy loại mà. À, hai loại đúng không? À. Làm em ký đi chị, ký 150. Này gì Nhung? Con này khác hả em? Này cái đổng hả? Cái đổng mới lớn hơn chị, cái này cái gì nè? Cái đổng các bạn. Nhiều lắm các bạn ơi. Mỗi cô chú mua một cái loại khác nhau các bạn. Nên Tuấn mua là mua theo cái yêu cầu của cô chú. Chứ không phải là Tuấn mua theo cái mà vợ chồng Tuấn. Nghĩa là cô chú mỗi người ta thích cái gì á, Tuấn mua theo đúng cái ý người ta.
mà vợ chồng Tuấn mua cái loại ngon nhất cho cô chú nha. Tại vì cái này cô chú cầm về Mỹ, một phần ví dụ như đối với cô á, cô Hồng là cô cầm về Mỹ xong cô cho lại người thân của cô, chứ không phải cô ăn nhiều đâu các bạn. Cô mua nhiều chứ hầu như cho nhiều là chín chứ không có thể là ăn. Còn cũng có cô chú là người ta cho là chín nữa, còn người ta ăn là chín, cũng tùy người các bạn. Bên đồi bên kia kìa. Cá lóc ớt nè các bạn. Đứng quay cho các bạn coi nha, dù như cô chú ở bên Mỹ, Úc, Canada mà xem video ha, mình thích cái loại nào á, Tuấn quay rất là chậm ha, mình thích loại nào mình nói Tuấn nha, rồi nói trực tiếp với vợ Tuấn luôn nha. Số hotline Tuấn để dưới góc màn hình nữa các bạn, cô chú xem mà các bạn xem mà cần mà mua cái gì ở Việt Nam á, gửi về trực tiếp Mỹ, Úc, Canada, liên hệ trực tiếp với Lê Tuấn Auto qua số hotline của màn hình nha. Vợ Tuấn sẽ là người mà ghi lại và mua heo đúng như ý cô chú anh chị á, còn Tuấn thì chỉ có quay video được thôi các bạn, chứ mua Tuấn không có gành đâu. Nhanh mấy con rùa mắc cười quá nhiều lúc mấy bạn coi video mấy bạn hỏi Tuấn sao khô nó không có rùi là có quá chất. Giờ cái khô mà nó rùi, cái mấy bạn nói rùi nó không hợp vệ sinh. Đúng là mấy bạn thật sự mấy bạn làm khó quá. Nhiều lúc đồ ăn nó vậy các bạn ơi. Các bạn ngồi coi video nó khác, các bạn ra chợ các bạn mua các bạn thấy nó khác đó các bạn. Thấy không? Nhiều lúc mình ngồi coi video mình nói không có rùi, nó nói đồ ăn này có quá chất, còn có rùi các bạn bảo là đồ ăn này không hợp vệ sinh. Thấy không? Cái gì nó cũng có cái giá của nó các bạn. Ví dụ mà mấy bạn còn trẻ các bạn coi video các bạn không hiểu đâu. Thường video Tuấn mấy người lớn tuổi người ta ở Mỹ, ở Canada người ta coi người ta hiểu các bạn. Đó. Thì Tuấn gửi video cô chú coi, cô chú cần mua cái gì liên hệ trực tiếp với Lê Tuấn Auto ha. Nói chung mà cô Hồng biết Tuấn cách đây 6 tháng các bạn. Mà cô chưa về á, đến giờ cô về Việt Nam cô mới nhờ Tuấn, vợ chồng Tuấn mua. Mà vợ chồng Tuấn cũng cô kêu mua là mua chứ cũng không có, cô không có yêu cầu gì nhiều đâu. Cô mua trong vòng có một buổi sáng là xong hàng rồi đó. List hàng ra vòng một buổi sáng các bạn. Nhờ anh cắt đầu giùm hả em? À. Bình thường anh hay mua cái con gì đây nè Nhung ha? Cái con gì dài dài á em? À cái khoai phải không? À đúng rồi. Trong kia các bạn. Cái gỗ trong kia, Tuấn zoom các bạn xem nha. Tuấn vô luôn cho rồi. Này Tuấn vô Tuấn quay cho. Vô quay được không ông chủ? Này bình thường Tuấn hay mua cái cá khoai này ở đây nè các bạn. Tuấn nhớ hay mua cái cá khoai này ở đây. Cá cơm. Cá cơm nó cũng nhiều loại quá ha. Cái con này màu khác nè thấy không? Nè Tuấn quay cho các bạn xem nè. Xong cái Tuấn đi qua đây cái con này màu khác nè. Ở ngoài nhìn nó màu cũng khác lắm các bạn. Đây. Giờ Tuấn quay ngược lại ba con ba màu khác nhau nè cho các bạn xem nha. Thấy chưa? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. 4 cái màu khác nhau thôi các bạn. Nên đó, mình mua mình thích ăn cái gì mình nói vợ Tuấn mới mua theo đúng ý cô chú anh chị được nha. Chứ khô cá này, nội cá cơm không nó cũng có nhiều loại các bạn. Cô thì Tuấn không có gửi về Mỹ mà cô gửi bên cô bên khách sạn bên quận nhất các bạn. Gửi cho cô xong rồi cô cầm về ở ngoài Vũng Tàu. Sau đó là tính khoảng hai mấy tay cô bay, nhưng mà ở ngoài Vũng Tàu cô có nhà ở ngoài cái tủ freezer nó đông to lắm, tủ to lắm. Nên chứa thoải mái. Cô mai cô ra ngoài là cô chứa hết ngoài. Nay Tuấn mua xong là mai Tuấn gửi cô là cô cầm ra ngoài Vũng Tàu cất vô tủ đông luôn á. Tính hai mấy tay là cô bay về Mỹ lại. Trời sấm đánh nó đùng đùng rồi các bạn ơi. Trời sấm đánh đùng đùng rồi nè. Này Tuấn nghĩ chắc nay vợ chồng Tuấn ăn cơm mưa các bạn. Bây giờ Tuấn còn về ở bên chợ ở bên chợ gì? Chợ An Đông nữa các bạn ơi. Chợ An Đông, chợ Nguyễn Kỷ nữa, Tuấn còn hai cái chợ nữa. Tuấn nghĩ là khả năng Tuấn ăn cơm mưa là rất là cao nha các bạn. Khả năng là ăn mưa rất là cao, nhưng mà đã hứa là phải mua cho bằng xong trong hôm nay các bạn. Đó, mua xong rồi gửi về bên khách sạn. Không mua đem về nhà để
sáng mai mới gửi qua khách sạn cho cô, tại vì trưa mai cô mới đi ra Vũng Tàu. Rồi cô ra ngoài là cô bỏ tủ đông đó. Thì khi mà quý cô chú anh chị mà muốn mua bất kỳ loại khô gì ở chợ Bình Điền ha, có thể liên hệ với Lê Tuấn Ô Tô qua số hotline của màn hình để Tuấn nghe và Tuấn chuyển cái cuộc gọi đó cho vợ Tuấn. Lúc đó hai chồng Tuấn mới, vợ Tuấn mới nắm được là cô chú muốn mua cái gì ha, sau đó mình mới bắt đầu mua cho cô chú được nha. Nha các bạn, trời mưa đến là người ta bắt đầu người ta rút cá vô dần, người ta đâu có phơi đâu các bạn, thấy không? Hên quá trời hên, chạy từ bên Bình Điền chạy về bên chợ An Đông, vừa đúng kịp gửi chiếc xe là trời bắt đầu mưa các bạn nha. Chuyến đi mua hàng bão táp quá các bạn ơi. Đó, sấm chớp đùng đùng các bạn. Ở giờ vô chợ An Đông mua hàng ha, mua xong rồi ở đầu mình đi về. Đó, đi đi rồi, theo vợ chồng Tuấn vô chợ An Đông mua hàng nha. Này bịch hàng mua cho Bình Điền các bạn ơi. Đó, còn bịch nữa nằm trong cốp xe á, quăng xe ngoài trong giữ xe không giữ rồi. Giờ vô đây mua mua gì em? Mua bánh phồng tôm với mua kẹo chuối cho cô, mua mứt cho cô, đi vô ăn mứt đi. Ăn xong rồi giá trời trời hết mưa rồi đi về. Đi. Giờ vô đây chơi ăn ăn chơi xong rồi hết mưa rồi đi về các bạn. Ồ giờ này trời Sài Gòn mưa dữ các bạn ơi. Mưa quá trời mưa luôn. Mấy lần trước Tuấn đi là vợ Tuấn vô mua mà Tuấn đứng ngoài, nay trời mưa. Trời mưa nên thôi Tuấn mới vô các bạn. Chứ bình thường vô đây mua đồ cho mấy cô chú rồi vợ Tuấn vô mua xong Tuấn đứng ngoài Tuấn chờ. Mua xong họ đi chứ Tuấn ít khi quay bên này. Xong cái bữa nay trời mưa quá nên thôi chạy đây trốn thẳng vô đây kiếm đồ ăn ăn luôn các bạn. Rồi nó biết đường đi dữ trời. Mình xách cái túi đồ nặng quá bạn, mình đi đi nó cũng ná hở. Lấy chưa em? Mất quá trời mất. Bên kia kìa. Không, lộn không. Mưa quá chạy quá quán gà luôn rồi. Trời đi 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 xe máy mới nhanh vậy các bạn, đi từ Bình Điền về đây mà chưa được 10 phút các bạn. Chứ mà để đi xe hơi chắc giờ này nó kẹt xe ngoài các bạn. Xưa giống như giờ sớm chiếu ngày xưa hay ăn rồi. Tiệm nào? Ờ, à, đâu bên nào? Bên đó không? Mượn cái chỗ để đồ cái chị gái. Bắt phồng tôm đúng không? Đúng rồi. Ngã nè. Ơ, củ hú dừa hả? Ờ, củ dừa bữa mua đó. Giống bữa mình mua hả? À, giống giống cái bữa luôn nè phải không? À. Cho quay xíu nha. Em làm một vỏ là cho em quay cái. Thì chuối với sáu kim. Nhiều đó các bạn, mứt à, đó. Bình thường Tuấn ít khi đi vô đây lắm, bình thường vợ Tuấn vô mua không à. Bên chợ An Đông mà vợ Tuấn vô mua, Tuấn ít khi vô quay lắm. Ngày trước Tuấn có một cái clip Tuấn quay bên chợ An Đông á, mà quay cái tiệm ở ngoài kia. Với lại cái tiệm này cũng có trong này nữa. Xong rồi cái mấy đợt sau là vợ Tuấn vô mua không à. Nay trời mưa quá thôi vô đây chơi ngồi nghỉ chút xíu cho bớt mưa cái. Mưa rồi, dí tôi dạy từ Bình Điền về đây đó. Tôi không mắc mưa là mừng. Đùng đùng giống xét ngoài dữ lắm. Nhiều lắm nha bạn. Hạt dẻ, hạt sen rồi quá trời luôn. Mà Tuấn để ý mấy lần gần đây mấy cô chú hay mua mấy cái kẹo dừa hay mấy cái nói chung lần nào Tuấn nhớ vợ Tuấn cũng ghé ngang bên chợ An Đông vô tiệm này mua một ít đồ á, Tuấn nhớ như vậy. Bên này cũng có khô cá được nè Nhung ha. Cá dứa hả? Cá sặc. Khô mực. Ủa này là cái gì em? Cái này gì chị? Sò điệp hả? Ờ. Nè, anh thấy có giá đây nè. Đây có giá đây nè. Anh quay anh thấy giá đầy đủ hết nè. Lười ơi, rồi cá hiệu sợi nè, phải không? Mít sấy
Thường thấy mấy cô hay mua gì em? Mấy đợt trước mua gì bên này? Mũ chơm hả? Đâu mũ chơm đâu? Ờ mũ chơm nè. Mũ chơm nè các bạn. Đời ơi đúng không? Đời ơi có mua không? Không, hình như không. Ờ à. Còn mấy lần em mua xoài rồi là đâu? Đây ạ? À? À. À đâu? Xoài năm em mua xoài nào? Anh chị vậy lấy xoài mứt ớt ở chảnh. Cái này mít hả? Rồi, cái này mít hả? Đây mở em coi cái này kìa. Mít xay. Mít xay dẻo còn mít xay giòn. Ừ. Cái bữa mà cái cô gì? À. Cái này là cái qua cô kêu mua này phải không? À đây các bạn. Đây. Cái này em qua cô kêu mua nè. Đó. Dạ. Cái này là cay nha, cái này hồng cay. Xoài các bạn. Ừ. Này mày ăn đi. Thôi, à, anh không ăn, anh không ăn. Tại anh ăn sao anh nói. Ngon. Ngon. Xoài hả? À, xoài ớt. À, mấy lần em hay mua đúng không? Nè, mít dẻo. Dạ, mít. Dẻo đi. Mít nướng sấy lên hả chị? Mít sấy dẻo, này mít sấy sấy giòn. À không, em mít cái này nó lại lạ hơn nè. Cái kia em cái này là mít sấy giòn các bạn. Đây nè. Cái mít sấy giòn này thì nó trước đây rồi. Cái này tôi biết, cái này trong cái hàng Dynamic cũng có đúng không? Ờ. À, nhưng cái này nè, cái này mới nè các bạn. Mít sấy dẻo nè các bạn. Mít sấy dẻo à. Đó, tôi quay các bạn xem, cô chú anh chị ở Mỹ, Úc, Canada ha. Mình muốn mua cái loại nào mà mình thấy trong video này ha, thì mình cứ nói với vợ Tuấn cũng sẽ liên hệ rồi mua cho mình giống y chang vậy nha. Giống như đợt này cô mua nè các bạn, đây là cái túi của cô nè. Cái này là có cái gì trong chị? À, chuối này nè. Chuối với bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm đâu, em mượn xem bánh phồng tôm. Ở đây. Bánh phồng tôm này là theo cái ý của cô á. Hôm qua Tuấn có thấy cô gửi cái này. Cô gửi cái hình này qua cho Tuấn coi nè, cái số nghiêm gì nè. Thì cô muốn mua cái bánh hồng tôm giống vậy nè. Hình như cũng mấy ký phải không chị? À, cái đó này cục là, anh này là 1 ký nè, cục là nửa ký. À, cục là nửa ký, còn này là một bịch 1 ký nè. Này cô mua gì cổ cho á chị? Cô mua gì cổ cho. Chuối ở trong á, ở trong cái bịch đó đó. À. Trời ơi, qua bà gửi hình á, cái hình cho mình xem á. Mình mới mua theo đúng ý của cô chú. Mấy lần vợ em cũng mua bên chị không á. Cái nào vợ em hỏi trước rồi mới đặt rồi mới giao. Mấy lần trước em ít khi vô quay lắm, tại làm biếng á. Bên kia thì em còn vô, còn bên này em để xe ngoài em đứng chơi không à. Xong vợ em vô mua đem ra. Xong đợt này mưa quá chạy đi, giống như đập. À cái này hôm bữa anh có mua nè. Cái này cái gì? Hôm bữa mua phải không Nhung? Bông cá, ủa này nó có hai loại nè Nhung. Giờ Tuấn đi mua xong bên này, xong Tuấn còn đi qua bên chợ Hồ Thị Kỷ, bên Tư Xê, Tuấn lấy hàng cho cô đó các bạn. Lấy thêm cá Campuchia nữa. Ủa, 15 gói chuối với 5 hộp cái kia. Chắc chỉ nó đủ là đủ mà em sao ta. 5 ký cái kia. Ủa nha, cứ em là biết dạy xuống lại lắm đó nha. Đó rồi, kiểm tra. Rồi, ok, thôi đi. 15 gói chuối. Lấy đủ đồ rồi đi. Vậy là giờ còn bên Hồ Thị Kỷ nữa. Giờ đi qua heo dân vợ chồng Tuấn ha. Mình qua bên Hồ Thị Kỷ Tư Xê mình lấy thêm một cái gì ta, cá lăng phồng hả? Ừ, đúng rồi. Cá lăng phồng Campuchia nha. Nay Tuấn trở lại tiệm Tư Xê các bạn ha, để mua khô cá lăng phồng cho cô chú gửi về Mỹ ha. Đó. Cái này gì Nhung? Cái này gì anh quên rồi Nhung. Gì là cái này gì chị? Cá chèn sấy các bạn. À. Đó, cá chèn sấy ha. Ở đây đặc sản nhất là cái khô cá lăng phồng nè các bạn. Đây. Để quay cho mình xem. À, bà chủ ha. Hôm bữa đợt trước em mua là gặp con gái chị. À. Đó, cá lăng phồng các bạn. Nay Tuấn mua cho cô chú đem về Mỹ á. Hôm qua em có dặn chị rồi mà phải không ta? 3 ký. À, chị lấy cho vợ em đi. Em quay cho mọi người xem thôi. À, không phải cái nào cũng lấy được nha các bạn. Cái nào mà nó phải nè các bạn thấy không, nó nhiều nước nè, đây tôi quay cho các bạn coi nè. Đó, phải đợi nó, bà chủ bà phải lựa cái nào mà nó mà chắc ăn á, nó khô đem đi được nha các bạn, chứ mà nó còn chảy dầu đem đi qua bển không có ăn được. Bữa Tuấn cũng có mua ở đây xong rồi đóng hết một thùng hàng cho cô chú.
Rồi giờ bữa nay là cô chú chuẩn bị bay về nè, mai mốt bay về Mỹ nè, thì cái thùng hàng bữa nay nó bay đi tranh thủ đi trước cô chú nè, về bển thêm một thùng 30kg nữa. Nãy bển con cô chú ăn rồi nói ngon nên nó đợt này mua tiếp nữa, cũng thêm một thùng 30kg nữa gửi về bển đó các bạn. Này nhiều lắm nè. Đó. Cá lóc phải không Nhung? Cá lóc cam à. À đó, cá lóc cam các bạn. Cái này gì? Cá dứa hả? Dứa mới rồi. À. Mà cá dứa này là đâu có gửi được hả chị? Cũng được luôn hả? À. Dạ, lấy cô mua đi cô. Ờ, cá dứa này ngon nè, quay đi muốn cái bao bì nó làm có nửa ký rồi. Vậy hả? Ồ. Ờ, hôm bữa mình không có cái này ha. Dứa cam luôn hả chị? À. Dứa của Cần Giờ ha. À, dứa Cần Giờ các bạn. Cái này gửi đi được luôn nha, chị chủ nó gửi đi được. Nói chung là Tuấn mua ở đây, chị nói gửi đi được là Tuấn yên tâm, Tuấn gửi đi rồi các bạn. Cái dứa thiệt á. À, cái dứa thiệt hả? À. Đâu đâu, em quay lên xem. Cái dứa thiệt các bạn. À. Này em anh quay lại á. Rồi mai mốt mấy cô chú có kêu mua em nhớ hỏi bên chị rồi lấy cho cô chú. Hả? Nhiều lắm các bạn. Một hộp là nửa ký nè. Ờ, một hộp là nửa ký nè các bạn. Đó nè. Đó, một hộp là nửa ký á. Chị đóng hình hộp sẵn á. Còn ví dụ mình mua một ký thì mình mua một ký. Thường á Tuấn thấy mấy cô chú mua nửa ký rồi bắt đầu về biếu quà, tặng quà đồ đó. Cái lóc cam nè, chị để sẵn rồi, nhiều có thể lựa nè. Cái lóc cam hả Nhung? Ờ, lóc Campuchia đó. Cái này nó còn ướt các bạn. À, còn phơi ở trên này là nó gáo rồi ha. Cái này là gửi đi được rồi đúng không? Còn cái còn ướt ở dưới là chưa được ha. Rồi. Cái này dưới như chị, cái dưới này đằng ký 1.1 đó, cái dứa. Này đứa dứa thiệt luôn hả chị ha. Ờ. Nhìn con cá là mình làm để mình cho khách. Dạ. Mấy lần em mua hình như chưa có cái này phải không? Này mới lên thêm à, có mà không có chừng à. À. À à ok. Giá nó cao, giá nó cao. Mà mình đặc biệt cho khách hàng của mình, ví dụ như bán nguyên con làm ký 1, mà khách hàng của mình không có được xin xuống nó. À. À. Chỉ lấy cái phần nạc thôi, phần xương chị không tính tiền á. À, có nghĩa là phần phần nạc thôi đúng không? Còn cái phần mỡ thì kia hả hay sao? Nó giống như vậy đó. Còn cái xương bỏ cái phần rìa đi. Rìa đi. À. Phần xương là chị bỏ, chị tính phần của chị không tính ký của khách. À, phần nạc thôi, tính phần nạc thôi. Phần mỡ này thôi, phần ăn được thôi chị mới tính tiền. À, còn xương thì bỏ ra không tính tiền. Không tính tiền, không tính tiền. À, xương bự ha. Bự lắm, nặng lắm á. À, đây là cá dứa hả Nhung ha? Nãy chị nói nhiêu ký? Chịu mốt ha. Cá dứa thiệt chịu mốt 1kg các bạn. Đó. Ở bên chị Tư Xê mỗi bữa chị không có để cái này lên. Khách mua chị mới để, bữa nay khách người ta mua hay sao chị để lên á. Thì Tuấn thấy Tuấn quay lại cho mọi người xem á ha. Hôm nay khách người ta mua, người ta chuẩn bị lấy á, chị gieo lên cho mọi người xem á. Mấy lần Tuấn qua đây có bữa cũng còn có cái kia to lắm. Mấy cái video trước Tuấn có quay á, con cá gì á cũng to lắm. Nói chung mỗi lần mở cái mới ha các bạn ha, quay cái mới cho mọi người xem. Đó. Ngon chưa các bạn? Rất nhiều nha các bạn nha. Nghĩa là người ta đặt trước rồi đó bạn, đặt trước 4kg này đó nên chị mới gieo lên đó. Này Tuấn lợi Tuấn quay, tại bữa nay Tuấn đi cũng sớm các bạn. Tranh thủ đi sớm, dạo này trời Sài Gòn nóng lắm các bạn ơi. Đi trễ nó nóng lắm, chịu không nổi. Cái gì em? Cá lưỡi trâu các bạn. Cái lưỡi trâu nhiêu ký chị? 350 ha. Trâu lớn. À. Em để anh quay trước cho mọi người xem. Cá lưỡi trâu hả? Ừ. Hết cũng thịt không em ha? Thịt không á. Cắt bỏ đầu luôn rồi. Cắt bỏ đầu luôn rồi. Bỏ đuôi hết rồi. Về là chiên lên xài thôi. Chiên lên ăn thôi. Không có bỏ gì nữa hết. Ngon ha. Nè chị bỏ đóng hộp cho cái cá lăn phòng mà mình mua gửi cho cô chú các bạn. Này lấy cho cô lấy hộp ký rồi cũng có hộp nửa ký nữa để giống như có cái ăn có cái biếu các bạn, tại vì hôm bữa mua một thùng 30kg gửi về bển trước là chưa kịp về Mỹ nữa là con cháu cô chú ăn hết rồi. Thôi ở lại Việt Nam chơi ra Vũng Tàu vui quá hay sao á chị,
ở lại có 6 tháng à, mà giờ bỏ với máy bay mất hết 1.300, ở thêm 6 tháng nữa, ở thêm 3 tháng nữa là anh tổng cộng 6 tháng, giờ mới chịu bay về Mỹ á. Ừ, nói ở ngoài Vũng Tàu sướng lắm con, ở ngoài mát lắm, biết sao không, khách sạn cô chú mở cửa cái là bước xuống biển tắm luôn cái phòng á, ông bà khoái, trời ơi. Bữa nay mua gửi về bển tiếp đó. Thường nó quen á các bạn, chứ bạo này Tuấn bận việc lắm, Tuấn ít khi quay á các bạn. Tại bữa nay cô là, nói chung là hôm bữa mua cho cô rồi, bữa nay phải mua nữa các bạn à. Chứ không mua giùm cô là không có được, cô la đó, bây giờ Tuấn mua, ba khía nè các bạn. Nên nay Tuấn mới tranh thủ đi với vợ Tuấn đi mua á, tôm khô. Cái tôm khô này ngon nè. Khô ngon các bạn. Ê, tôi quay vòng vòng để cho mọi người xem nha. Cá sặc à, cá sặc không đậu. Nay trưng bày khá là nhiều các bạn. Ừ. Còn bữa có mấy hũ mắm này nữa nè. Mấy hũ mắm chắc chỉ để bên kia rồi. À, có bò lạp xưởng cái gì? À, mắm đâu? À mắm cất lên nè. À, mắm đây. À mắm đây nè các bạn. À. Khía ngon các bạn ơi. Đây là con ba khía. Dạ. Yeah. Con này là mắm bò hóc nè, khách đặt mà làm vô cái này mà. À. Mắm gì vậy? Bò hóc. Bò hóc ha. Mắm bò hóc ha. Mắm bò hóc của Campuchia hả em? Ồ. Oh. Một hũ giờ nhiêu chị? 500. Dạ, hũ 500 các bạn, nửa ký. Mắm về làm gì ăn Nhung? Mắm bò hóc hả? Này chắc mấy cô chú coi biết á. Chứ Tuấn cũng chưa biết làm gì với nó. Ừ. Đó. Đây coi. Này gì? À, chắc khô cá lóc hay gì chị bỏ trong đây. Nói chung là bên đây là các loại khô cá là Tuấn thấy đầy đủ hết các bạn. Mà bên chị là đặc sản nhất là cái khô cá lăng phồng mà các bạn thấy không? Đó, chèo rất là nhiều các bạn ha, khô cá lăng phồng. Tuấn mua khô cá lăng phồng là hầu như là Tuấn mua cho cô chú ở Mỹ, Úc, Canada, Tuấn mua ở đây không á. Mà lần nào Tuấn mua đều nhận được cái phản hồi tốt hết các bạn. Mua cô chú ăn ngon xong cô chú lại quay lại nhờ Tuấn mua nữa. Giống như bữa nay cũng vậy nè. Hôm bữa ăn, lúc đầu là nói là khô cá là đợi cô về mới làm á các bạn. Con cô làm biếng làm nó không làm đâu. Sau đó ăn ngon quá sao tự làm ăn hết luôn rồi, giờ phải mua thêm. Đó, cũng vui lắm các bạn. Mỗi cô chú là một cái câu chuyện các bạn, rất là vui. Đó. Cô chú thì về Việt Nam chơi cũng lâu, chơi tôi thấy người chơi lâu á, chơi gần 6 tháng hơn á mới về lại Mỹ. Đó. Đợt trước cô về cũng mới về Việt Nam nó xanh xao lắm các bạn, mà về Việt Nam chơi thời gian ở Vũng Tàu được ăn uống bên khách sạn nó lo ăn sao mà nay hồng hào dữ lắm các bạn ơi. Chú tăng cân luôn mà. Đó. Này vợ chồng Tuấn là nhiệm vụ cô giao là mua một thùng nữa 30kg gửi về bển, mà phải đua nha, gửi trước khi mà cái máy bay cô bay về tới Mỹ, là cái hùng hàng Tuấn phải về tới Mỹ trước đó. Hãy coi bữa nay coi hùng hàng tới trước hay cô về Mỹ trước nha. Mới quay khô cá lăng phồng cho mọi người coi nha. Cô là gì? Trời nắng chưa? Giờ này Sài Gòn nắng lắm các bạn ơi. Không có lăng phồng các bạn, phơi nắng rồi chị chủ chỉ lựa cái tấm cái miếng nào mà ngon á, mà khô rồi mà đóng gói mang đi được á thì chị sẽ lựa cho vợ chồng Tuấn ha, để đem đưa cho cô chú. Giờ Tuấn mua xong là Tuấn còn qua bên chợ An Đông nữa các bạn, chợ An Đông nữa rồi bắt đầu mới đi gửi đồ, gửi hồng hàng nó đi. Hello Nhung. Ok. Tuấn quay mà chứ Tuấn không biết mua gì đâu các bạn. Vợ Tuấn mua chính mấy các bạn. Nên cô chú về, cô chú gọi cũng gặp vợ Tuấn. Tuấn cũng chuyển máy qua cho vợ Tuấn nghe. Vợ Tuấn nghe rồi coi cô chú mua cái gì. Đó. Thì bắt đầu mới mua. Tuấn quay nha, trong video ví dụ mình thích ăn cái nào mình nói nha. Vợ Tuấn cũng coi lại video rồi mua dựa theo cái ý của cô chú anh chị á. Thích cái loại nào, to nhỏ làm sao, của Campuchia hay của sao đó thì nói với vợ Tuấn mua theo ý mình nha.
Thì khi mà quý cô chú anh chị mà muốn mua khô cá ở tiệm Tư Xê có thể liên hệ với vợ chồng Tuấn ha. Vợ chồng Tuấn sẽ mua sau rồi cho đóng thùng lại, vận chuyển về tận nhà cô chú anh chị ở Mỹ luôn nha. Mỹ, Úc, Canada. Mỹ là Tuấn đi trong vòng là 3 ngày. Canada thì lâu hơn chút, 5 ngày đến 7 ngày. Đó, Úc cũng vậy. Đó. Thì khi mình có nhu cầu mình cứ liên hệ với Lê Tuấn Auto qua số hotline góc màn hình ha. Vợ Tuấn sẽ tư vấn cho mình mua cái gì. Còn Tuấn thì quay phim, rồi vận chuyển, chở hàng đi, đóng gói và giao về bên Mỹ, Úc, Canada cho cô chú anh chị nha. Get it. 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 Get it.